Chúc mừng năm mới Xuân Giáp Thìn 2024 đã đến. Quý cô bác, anh chị kính mến, thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Đầu xuân năm mới, Minh Đường Tử Vi thay mặt cho những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị. Đón Xuân Giáp Thìn một năm đổi mới, như cánh diều gió tới bay cao, xuân như ý, thanh nhàn, phúc hưởng, Tết an khang, thịnh vượng, an nhiên, gia đình vạn sự bình yên, giàu sang phú quý, phúc duyên đầy nhà. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Tiên tri chấn động, đúng 4 tháng đầu năm 2024 âm lịch, tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, thân tài mở kho ban cho lộc lớn, sự nghiệp lên hương, tiền tỷ tràn ngập nhà, giàu sang phú quý hơn người. Quý vị thân mến, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đều mong muốn được hưởng một cuộc sống giàu sang an nhàn phải không ạ? Tuy nhiên không phải ai cũng may mắn được như ước nguyện. Nhiều người than phiền với tôi rằng tại sao họ cố gắng chăm chỉ làm việc như trâu, như ngựa, đã quá nửa đời người mà chưa được một ngày thành thơi, đã vậy trăm điều trái ngang, vạn điều trái ý liên tục đổ xuống đầu, khiến cuộc sống ngày càng lâm vào đường cùng bế tắc hơn. Vậy làm sao thì mới hết khổ, bao giờ thì mới giàu sang? Đặc biệt, mới đây nhất khi xem tử vi 12 con giáp năm 2024, các bậc thầy tử vi đã hé lộ về vận mệnh của tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974. Trong 4 tháng đầu năm 2024 này, thời gian này sẽ là bước đột phá ngoạn mục, mọi sự đều hanh thông và thuận lợi hơn thời gian trước rất nhiều. Vậy, vận trình tử vi chi tiết của tuổi Giáp Dần sẽ diễn ra như thế nào? Những cơ hội và vận may gì đang chờ đón quý bản mệnh ở phía trước? Quý vị hãy cùng đi vào nội dung chi tiết dưới đây của Minh Đường Tử Vi nhé! Thưa quý cô bác tuổi Giáp Dần thân mến, mệnh thủy của tuổi tương khắc với mệnh hỏa của năm 2024, thiên can giáp, bình hòa với can giáp, để chi dần bình hòa với chi thìn. Tổng quan về năm giáp thìn của bản mệnh tuổi Giáp Dần, gói gọn trong 4 chữ, trong nguy có cơ, tuổi Giáp Dần sẽ duy trì ổn định công việc và tình hình tài chính xuyên suốt năm 2024. Là người có nhiều kinh nghiệm, vốn hiểu biết sâu sắc, bản mệnh được tín nhiệm giao phó cho các nhiệm vụ quan trọng, nếu hoàn thành tốt Giáp Dần sẽ gặt hái được thành tựu xứng đáng. Người sinh năm 1974 là người giữ chữ tín nên luôn được mọi người xung quanh kính trọng, mối quan hệ xây dựng dựa trên niềm tin sẽ bảo vệ bản mệnh khỏi những lời tai tiếng bên ngoài, có được những người bạn thật lòng tốt bụng. Tuy nhiên điều mà những người tuổi Giáp Dần phải mất cả đời để học đó là cách kiềm chế bản thân, họ dễ xúc động, cũng dễ nổi giận vì nguyên nhân nào đó. Mỗi cơn nóng giận qua đi, hậu quả của nó để lại không thể lường trước được, có lúc họ vô tư yêu đời lạ thường, nhưng cũng có lúc Giáp Dần chán nản buồn phiền. Nhìn lại về quãng thời gian trước của cô bác tuổi Giáp Dần mà xem, khi mới trưởng thành Giáp Dần sẽ gặp nhiều khó khăn gian khổ trong cuộc sống, địa vị cao trong xã hội. Muốn vượt qua được khó khăn, những người này cần phải bình tĩnh suy nghĩ cẩn thận trước khi đưa ra quyết định và lắng nghe lời khuyên của mọi người. Cả cuộc đời họ tâm huyết chăm chỉ làm việc không ngừng nghỉ, hướng tới cuộc sống xa hoa uy quyền. Người khác sẽ thấy, những người tuổi Giáp Dần giống như một cỗ máy, không bao giờ mệt mỏi với công việc. Thực ra Giáp Dần cũng có lúc mệt mỏi, áp lực, nhưng sở thích và đam mê là nguồn động lực để họ tiếp tục vươn lên để phát triển bản thân. Cô bác hãy yên tâm rằng, dù có bước tới bất kỳ giai đoạn nào đi chăng nữa, thì cô bác vẫn đều có thể an yên mà vượt qua được. Tuy nhiên khi bước sang năm 2024, đặc biệt là giai đoạn 4 tháng khởi đầu cho một năm mới, Minh Đường Tử Vi có đôi lời muốn gửi tới cô bác như sau. Hãy cùng lắng nghe nhé! Thứ nhất, về công việc sự nghiệp. Cột mốc sự nghiệp của mệnh chủ Giáp Dần trong năm 2024 khá rõ ràng. Điều này thể hiện sự quyết tâm và nỗ lực của cô bác trên khía cạnh công việc, báo hiệu sự khởi đầu tốt đẹp thành công. Năm nay dù đang ở trong vị trí hay lĩnh vực nào, bạn cũng sẽ nhận được nhiều sự chú ý hơn, được trao cho nhiều cơ hội và nhiều nguồn lực hơn để hoàn thiện bản thân. Đó là may mắn nhưng cũng là thách thức không nhỏ. Tham vọng của bạn nên được thể hiện đúng lúc, đúng chỗ, sẽ hỗ trợ rất tốt cho sự nghiệp của bạn. Ngoài ra,
sẽ có một số thử thách vào năm 2024, sẽ kiểm tra sự kiên nhẫn và khả năng xử lý tình huống của bạn. Tuy nhiên, chỉ cần bạn kiên trì và quyết tâm hoàn thành công việc của mình, thì chắc chắn bạn sẽ vượt qua được một cách suôn sẻ. Dù bị ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp, hoặc không chút liên quan, người tuổi Giáp Dần vẫn nên duy trì thái độ làm việc chuyên nghiệp. Bất cứ lúc nào cũng phải thể hiện bản thân thật tốt trước mặt cấp trên, cũng là cách tự bảo vệ bản thân và thành quả mà bạn đã gây dựng cho tới nay. Lưu ý rằng, sao dịch mã cũng là điềm báo có sự dịch chuyển về chức vụ hay thay đổi trong môi trường làm việc. Đó có thể là những điều chuyển về công tác nhân sự trong công ty hoặc cấp trên đưa ra quyết định kiện toàn lại bộ máy nhân sự, tổ chức lại nhóm dự án. Có thể có người sẽ được thăng chức nhưng cũng sẽ có người bị sa thải. Dù bị ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp hoặc không chút liên quan, tuổi Giáp Dần vẫn nên duy trì thái độ làm việc chuyên nghiệp. Bất cứ lúc nào cũng phải thể hiện bản thân thật tốt trước mặt cấp trên, cũng là cách tự bảo vệ bản thân và thành quả mà bạn đã gây dựng cho tới nay. Trong thời gian này, bản mệnh hãy cứ nhớ làm việc chăm chỉ hơn. Tất nhiên, việc duy trì mối quan hệ hài hòa và ổn định giữa các cá nhân, hạn chế tranh chấp hay xung đột với đối tác, đồng nghiệp cũng là điều cần thiết để không nảy sinh rắc rối. Nếu được cấp trên giao đảm nhận nhiệm vụ công việc mới, Giáp Dần nên nêu cao tâm lý siêng năng, năng động, cầu tiến mày mò, khiêm tốn học hỏi từ đồng nghiệp xung quanh để thích ứng với nội dung công việc càng sớm càng tốt. Đối với các doanh nhân, sự cạnh tranh trong kinh doanh năm nay sẽ vô cùng khốc liệt. Bạn cần theo dõi những thay đổi của thị trường và xây dựng chiến lược kinh doanh hợp lý để đối phó với sự cạnh tranh đó của thị trường. Đồng thời, các tranh chấp nhân sự sẽ thường xuyên hơn, cần được xử lý giải quyết thận trọng, cố gắng tránh gia tăng mâu thuẫn để duy trì mối quan hệ hợp tác tốt đẹp. Thứ hai, về tình hình tài chính. Tình hình tài chính của tuổi Giáp Dần phụ thuộc vào chất lượng công việc và hiệu suất làm việc. Thời điểm công việc phát triển, mức thu nhập của bản mệnh gia tăng ổn định, có dư trong các khoản chi tiêu, bản mệnh có thể lựa chọn cất giữ của cải hoặc đầu tư an toàn để tăng thu nhập cá nhân. Trong giai đoạn khó khăn, nếu là người kiểm soát doanh thu tài chính tốt, Giáp Dần sẽ sớm thoát khỏi vòng xoáy thiếu hụt của tiền bạc. Đầu tư thông minh, để tiền đẻ ra tiền, dự báo năm 2024 sẽ có sự thay đổi trên phương diện tài chính đối với bản mệnh tuổi Giáp Dần. Tài lộc năm nay có thể nói là lên xuống thất thường, tính chất biến động rất mạnh, nên về mặt quản lý tài chính bạn càng phải thận trọng kẻo phá tài. Đối với việc đầu tư và kinh doanh, bản mệnh cũng phải có tính toán cẩn thận hơn để tránh việc vung tiền vô ích. Năm 2024, ngoài việc đảm bảo mức lương ổn định hàng tháng, tuổi Giáp Dần không nên quá sa đọa, lười biếng, chỉ nghĩ ăn chơi hưởng thụ mà không chịu cố gắng làm ăn, cày cuốc bươn trải để cuộc sống được thuận lợi. Nếu không hợp với kinh doanh, bạn hoàn toàn có thể tìm những công việc bán thời gian phù hợp. Đừng quá cao ngạo mà coi thường những khoản thu nhỏ, bởi tích tiểu thành đại, nhiều món nhỏ gặp lại sẽ thành món lớn. Năm nay bản mệnh sẽ có rất nhiều khoản cần phải chi tiền, ngoài những nhu cầu sinh hoạt thường ngày, ma chay hiếu hỉ, thì những dự định làm ăn thiếu hiệu quả, tiêu tốn của tuổi này một khoản không nhỏ. Ngoài ra, do bị ảnh hưởng bởi hung tinh điếu khách vào năm 2024, không chỉ bản thân họ mà cả người thân, bạn bè xung quanh tuổi Giáp Dần cũng có thể tiềm ẩn những nguy hiểm về sức khỏe. Điều này sẽ gây ra tổn thất nhất định về tiền bạc khi dùng tiền để chạy chữa bệnh tình. Nhìn chung, duy trì mức luân chuyển vốn ổn định, tiết kiệm nhiều hơn và không ngừng nâng cao năng lực quản lý tài chính là chìa khóa để bạn an tâm ứng phó với những biến động tài chính trong năm nay. Thứ ba, về tình cảm gia đạo. Phương diện tình duyên và gia đạo của tuổi Giáp Dần trong năm 2024 chịu ảnh hưởng không nhỏ từ trạng thái cảm xúc bất ổn. Xem tử vi, tuổi Giáp Dần sẽ bị hung tinh thiên khốc ảnh hưởng, tình cảm mới động lớn, trở nên nhạy cảm và thường cảm thấy thiếu an toàn trong các mối quan hệ, từ đó nảy sinh cảm giác đa nghi hay ghen tuông giận hờn. Đối với những người đã kết hôn, năm 2024 cũng sẽ gây ra nhiều khúc mắc trong hôn nhân. Cả hai đều có tâm lý trốn tránh, không muốn trực tiếp giải quyết, nhưng nếu cứ lựa chọn cách tránh né như vậy, để chiến tranh lạnh kéo dài, không khí gia đình hậm hực đè nén, đợi đến lúc ngày mà sự bất mãn tích tụ đến đỉnh điểm và bùng nổ hoàn toàn, đổ vỡ là điều khó tránh khỏi. Vợ chồng có mâu thuẫn thì nên tích cực trao đổi để giải quyết, thấu hiểu và quan tâm lẫn nhau, cùng nhau duy trì sự hòa thuận trong gia đình. Đó mới là cách để giữ gìn hôn nhân bền vững. Ngoài ra, bạn cũng nên lưu ý rằng những bất mãn về công việc nên được để bên ngoài cánh cửa gia đình, chớ nên mang những cảm xúc tiêu cực về nhà, rồi lại trút giận lên người thân. Họ không đáng và không có nghĩa vụ phải chịu những điều đó từ bạn. Những người bạn độc thân có nhiều cảm xúc tiêu cực, trở nên khép kín và sống nội tâm hơn. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến nhân duyên của bạn trong năm Giáp Thìn. Cho dù mọi người xung quanh giúp giới thiệu ai đó, bản mệnh cũng không muốn mở lòng gặp gỡ hay tiếp xúc. Vòng bạn bè của bạn vốn rất hẹp, như vậy lại càng khó thoát khỏi cảnh độc thân.
thứ tư, về tình trạng sức khỏe. Ở độ tuổi trung niên, sức khỏe của tuổi Giáp dần cần được chăm sóc và bảo vệ thường xuyên hơn. Vấn đề an toàn cần được lưu tâm hàng đầu trong năm nay. Con Giáp này có thể vì bất cẩn hoặc va vấp té ngã mà bị thương, tai nạn, điểm báo cho thấy tai họa đổ máu. Chú ý khi sử dụng các vật dụng sắc nhọn, đồng thời cũng phải nâng cao nhận thức về các biện pháp phòng ngừa an toàn trong quá trình làm việc. Tuân thủ luật lệ giao thông khi di chuyển đi lại để bảo vệ an toàn cá nhân và tránh tổn hại về thể chất, tinh thần. Cuộc sống hàng ngày cần được chăm sóc đặc biệt để tránh ngã quỵ, vì ngay cả những vết thương nhỏ cũng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Những người có thói quen tập thể dục thể thao nên tránh tập luyện quá sức để giảm nguy cơ chấn thương. Công việc cũng có nhiều áp lực ảnh hưởng tới sức khỏe tinh thần của bản mệnh. Bạn nên cố gắng giải tỏa tâm lý, suy nghĩ tích cực, đừng ôm đùm quá nhiều việc vào người mà đổ bệnh. Dù bận rộn đến đâu cũng nên chú ý đến cơ thể, đảm bảo thời gian làm việc và nghỉ ngơi đều đặn, hạn chế tối đa việc thức khuya để không ảnh hưởng đến sức khỏe. Ngoài ra bạn cũng cần lưu ý đến tình trạng sức khỏe của người cao tuổi trong gia đình, thường xuyên quan sát để có thể phát hiện sớm những triệu chứng bất thường, kịp thời chạy chữa, can thiệp y tế phù hợp. Tiếp theo là dự đoán vận trình tử vi chi tiết 4 tháng đầu năm 2024 cho tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, để bản mệnh đoán định trước vận cát hung mà có hướng đi chính xác nhất. Tử vi tháng 1 năm 2024 âm lịch, tức từ ngày 10 tháng 2 đến ngày 9 tháng 3 năm 2024 dương lịch. Tử vi tháng 1 năm 2024 tuổi Giáp Dần âm lịch, con giáp này nên quan tâm nhiều hơn đến quyền lợi của bản thân để được đối xử công bằng, thay vì chịu ấm ức như hiện tại. Không phải lúc nào im lặng cũng là tốt, bạn cần chọn thời điểm để nói ra những điều cần nói. Tuổi Giáp Dần trong tháng đầu tiên của năm mới không ngại thể hiện tham vọng của mình với những mục tiêu lớn lao. Hơn ai hết, bản mệnh tin tưởng vào khả năng của bản thân. Và điều quan trọng là bạn thích mình trong trạng thái chăm chỉ, đầy nhiệt huyết, sợ sự lời nhắc khiến bản thân trở nên trì trệ. Để có được kết quả như ý, thì bạn cũng cần phải đổi cách tiếp cận với các vấn đề. Sự thay đổi và thích nghi cũng giúp bạn có cơ hội điều khiển cảm xúc cá nhân, giúp các vấn đề tồn đọng bấy lâu được giải quyết. Tà phù xuất hiện để hỗ trợ cho các kế hoạch của con giáp tuổi Giáp Dần sớm đạt được những kết quả như mong đợi. Có thể nhận thấy những người xung quanh rất nhiệt tình, giúp bạn khi bạn gặp khó khăn, do đó nếu vấn đề gì không hiểu hãy hỏi và lắng nghe, phân tích cẩn thận nhé. Tuy nhiên, đừng vì có chút không thành công mà bắt đầu nói những lời không hay như phủ định công sức của người khác hoặc chê bai người kém hơn mình. Từ đây có thể phát sinh những thị phi, điều tiếng không đáng có. Tử vi tháng 1 năm 2024 tuổi Giáp Dần âm lịch, nhất bạch bay về phương Tây Bắc cho thấy người mệnh này có dấu hiệu phát tài nhỏ, người kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ, có dịp là làm ăn tấn tới, gặp may mắn về tài chính trong những ngày đầu năm mới. Con người còn nhận được phần thưởng hậu hĩnh từ công ty, bạn bè, đối tác hoặc người thân. Khi số tiền tăng lên thì hãy nghĩ đến việc để tiết kiệm hoặc đầu tư gia tăng tài sản của mình, chớ nên hoang phí hay chi tiêu quá nhiều. Ảnh hưởng của Tỷ Kiên cho thấy, trong những lúc mất kiểm soát vì một lời chỉ trích, bạn cũng có xu hướng mua sắm nhiều hơn để bù đắp cho cảm giác trống trải mà bản thân đang trải qua. Đó là lúc bạn dễ phạm phải sai lầm trong khía cạnh tài chính. Nếu có thể, hãy để một khoản nhất định cho việc chi tiêu, tiêu hết số tiền đó thì dừng lại. Có như thế bạn mới có thể kiểm soát tốt các khoản thu chi của mình. Đôi khi bạn cần kiêm khắc với bản thân một chút thì mới có tiền tiết kiệm để bảo đảm cho tương lai. Ngày đầu năm mới, bạn nên ưu tiên dành thời gian cho gia đình, đừng tham công tiếc việc quá, đến nỗi quên mất đâu là điều quan trọng nhất của cuộc đời mình. Không ít cặp vợ chồng tuổi Giáp Dần chỉ vì xa nhau lâu ngày sẽ sinh ra nhiều hiểu lầm rắc rối không đáng có. Cô bác tuổi Giáp Dần cũng nên lưu ý tránh những mối quan hệ quá sâu, có thể gây ảnh hưởng không đáng có. Khoảng thời gian ở công sở nhiều hơn ở nhà khiến cho bạn dễ dàng ngã, có tình cảm với người khác ở cùng cơ quan. Hãy tỉnh táo nếu không muốn phạm phải sai lầm đáng tiếc khiến cho bạn phải hối hận. Thời tiết lúc này sẽ nóng lạnh bất thường, tuổi Giáp Dần ngoài việc tìm cách giữ ấm cho cơ thể, còn cần quan tâm tới việc dưỡng da, đảm bảo đủ đồ ẩm để hạn chế tối thiểu trường hợp bị nứt nẻ, gây đau đớn khó chịu, bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày. Thiên cầu hung tinh dự báo, họa khẩu thiệt thị phi gây hại cho sức khỏe, khi không có được sự an tĩnh trong tâm thì bạn sẽ khó có được giấc ngủ như ý. Vì thế hãy cố gắng dẹp bỏ những lo lắng phiền muộn ra khỏi đầu trước khi lên giường đi ngủ. Ngoài ra bản mệnh cũng có thêm thời gian để tập yoga hoặc thiền, vì đó là cách để cải thiện sức khỏe tinh thần lẫn thể chất rất hiệu quả cho bạn trong thời gian này. Tử vi tháng 2 năm 2024 âm lịch, tức từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 8 tháng 4 năm 2024 dương lịch.
Giáp Dần sẽ có cơ hội gặp được nhiều điều tốt lành trong tháng 2 âm lịch này, bởi có nhiều cát tinh nâng đỡ. Bạn làm việc gì cũng trôi chảy thuận lợi bất ngờ, chỉ cần bỏ công bỏ sức ra làm việc thì ắt thu được kết quả cao. Công việc của tuổi Giáp Dần tiến hành trôi chảy, hanh thông trong khoảng thời gian tháng 2 âm lịch này, một phần là nhờ sự cố gắng nỗ lực của chính bản mệnh, một phần là nhờ các mối quan hệ tốt đẹp xung quanh. Bản mệnh vốn là người cởi mở, làm việc có trách nhiệm nên nhận được sự tin tưởng của nhiều người. Vì thế khi gặp khó khăn, quanh bạn không thiếu người chủ động giúp đỡ hoặc đưa ra các ý kiến đóng góp. Quý nhân xuất hiện cũng trao cho bản mệnh thêm những cơ hội để khẳng định bản thân. Nếu nhanh chóng nắm bắt thì cơ hội thăng chức tăng lương nằm ngay trong tầm tay. Lâm quan và dịch mã khuyên bản mệnh càng chăm chỉ cần cù bao nhiêu thì công việc lại càng gặt hái được thành tích cao bấy nhiêu. Đặc biệt, bản mệnh đừng ngại đi nhiều, làm nhiều, bởi thông qua quá trình đó sẽ tiếp thu được thêm nhiều vốn kiến thức và kinh nghiệm quý giá để áp dụng cho tương lai. Tam hội sẽ giúp cho tuổi Giáp Dần có nhiều cơ hội để hái ra tiền trong tháng 2 âm lịch này. Quý nhân thường xuất hiện cho bạn thêm nhiều đối tác, khách hàng triển vọng. Khi gặp được người phù hợp, bản mệnh có thể nhanh chóng ký kết được hợp đồng để đôi bên có thể cùng hợp tác và phát triển nhanh hơn. Người làm ăn buôn bán luôn chăm chỉ cần mẫn với công việc, ắt cũng sẽ thu được một khoản kha khá. Bản mệnh nhận được sự tin tưởng của khách hàng, nên ai mua một lần rồi cũng sẽ muốn quay lại. Nếu có thể, bản mệnh có thể suy nghĩ mở rộng thêm quy mô kinh doanh hoặc thêm các mặt hàng khác để thu hút thêm đối tượng khách hàng mới. Với những thành tích xuất sắc trong công việc, người làm công ăn lương có túi tiền rủng rỉnh, do tiền lương, tiền thưởng là điều hiển nhiên, bản mệnh có thể suy nghĩ sử dụng khoản tiền này một cách hợp lý, khiến đồng tiền tiếp tục sinh sôi. Dưới sự tác động của dịch mã và nguyệt mã, con giáp này sẽ phải khá vất vả nếu muốn kiếm được khoản tiền như ý. Tuy nhiên vì không vướng rắc rối do kẻ xấu gây ra, nên bạn chỉ cần cố gắng hết sức, chứ không cần quá đề phòng xung quanh. Hãy luôn cổ vũ bản thân rồi bạn sẽ gặt hái được thành quả xứng đáng. Điều đáng mừng trong khoảng thời gian này là tình hình sức khỏe của tuổi Giáp Dần khá ổn định. Tuy có những khi hơi vất vả một chút, song bản mệnh vẫn luôn tìm được động lực để vươn lên, khiến tinh thần hăng hái đẩy lùi sự mệt mỏi. Song như vậy không có nghĩa là bạn có thể xem nhẹ sức khỏe của mình. Dù còn trẻ tuổi đi nữa, bản mệnh cũng nên cố gắng sinh hoạt điều độ, ăn ngủ đúng giờ, đừng cố gắng quá sức tạo áp lực cho cơ thể. Nếu có thời gian rảnh hãy thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, giúp thúc đẩy trao đổi chất, tăng cường hệ miễn dịch, khiến tinh thần luôn thoải mái, nhẹ nhõm, đẩy lùi căng thẳng. Tử vi tháng 3 năm 2024 âm lịch, tức từ ngày 9 tháng 4 đến ngày 7 tháng 5 năm 2024 dương lịch. Tử vi tháng 3 âm lịch được nhận định sẽ là khoảng thời gian phát triển ổn định đối với tuổi Giáp Dần, với những tín hiệu tốt ở hầu hết các phương diện. Cục diện tử vi tốt là lục hợp thái tuế và cát tinh thiên đức, mang tới cho con giáp này những nền tảng thăng tiến nhất định trong công việc. Thiên đức cát tinh cùng đảm bảo cho các kế hoạch công việc đều diễn ra ổn thỏa và hầu hết đầu năm trong dự tính ban đầu của con giáp này. Sự chủ động ở ngay những bước đầu đã giúp bạn theo sát tình hình, có sự điều chỉnh kịp thời cũng hạn chế được rất nhiều rủi ro không đáng có. Khi các cơ hội tốt đang mở sẵn ra trước mắt, bạn cần phải tập trung và làm việc chăm chỉ để liên tục nâng cao kỹ năng và kiến thức của mình. Khi đó bạn sẽ có đủ năng lượng, động lực và có cơ hội đạt được những tiến bộ đột phá trong công việc. Cũng trong tháng này, khả năng sáng tạo và lãnh đạo của bạn sẽ được công nhận. Nhờ đó mà con giáp này có thể được trao nắm giữ một số vai trò quan trọng trong tập thể. Đây chính là bước đệm thăng tiến mà bạn không nên bỏ lỡ. Kỹ năng giao tiếp và hợp tác của bạn cũng sẽ rất cần thiết trong việc giúp bạn thành công trong quá trình làm việc nhóm. Nhân duyên tốt cũng giúp cho các mối quan hệ trong công việc, quan hệ hợp tác thêm phần dễ thở. Tháng này cấp trên và đồng nghiệp tại chỗ làm cũng dành nhiều cho bạn những sự công nhận và giúp đỡ khi cần, cơ hội khá nhiều. Nhưng đồng thời bạn cũng cần phải cẩn thận, nhận thức được một số thách thức tiềm ẩn. Bạn vẫn nên thận trọng trong các mối quan hệ. May mắn và thuận lợi hiện tại của Giáp Dần có thể khiến cho những kẻ tiểu nhân ganh ghét. Bạn có thể gặp phải một số đối thủ cạnh tranh hoặc trở ngại, đòi hỏi sự cảnh giác và xoay chuyển tình thế linh hoạt. Nếu bạn giữ thái độ tự mãn, thích thể hiện thì rất có thể sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh không lành mạnh, tự phá hỏng vận may của mình. Hãy dùng chính bản lĩnh và sự lanh lợi khiêm tốn và nghiêm túc trong mọi việc để giải quyết mọi vấn đề tốt đẹp. Không thể không kể đến những áp lực công việc có thể tăng lên và bản mệnh cần học cách sắp xếp thời gian cũng như giải tỏa căng thẳng một cách hợp lý. Đừng quá lo lắng. Nhìn chung vận thấy đang đứng về phía bạn và mang tới nhiều sự hậu thuẫn. Mọi việc sẽ đều được tìm cách giải quyết phù hợp, miễn là bạn nỗ lực và đủ nhanh nhạy trong việc tận dụng các lợi thế sẵn có. Nếu bạn đang có ý định bắt đầu kinh doanh riêng lẻ, việc chú ý đến những thay đổi của thị trường và điều chỉnh chiến lược để thích ứng với những thay đổi bất cứ lúc nào sẽ là chìa khóa thành công. Nhưng bước đầu chập chững cũng có không ít khó khăn,
cần phải kiên nhẫn bình tĩnh chớ nên bỏ cuộc dễ dàng. Quý nhân vận tăng cao cho thấy sẽ có người xuất hiện giúp đỡ bạn đúng lúc khi cần. Bước sang tháng 3 âm lịch, không chỉ sự nghiệp, tài vận của tuổi Giáp Dần cũng đang trên đà khởi sắc. Con giáp này dự kiến sẽ trải qua một số thay đổi tích cực và đạt được lợi ích về mặt tài chính. Bạn có thể có một số thu nhập tài chính hoặc cơ hội đầu tư bất ngờ, nhưng bạn cũng cần phải thận trọng với chúng. Người làm công ăn lương vừa có thể yên tâm với thu nhập ổn định từ công việc chính, lại vừa có thể đón thêm các khoản thu ngoài luồng như tiền hoa hồng, thưởng dự án, phụ cấp trách nhiệm. Nhìn chung thu nhập không chỉ đến từ một nguồn, qua đó bạn có thể nâng cao chất lượng cuộc sống theo ý của mình. Với người làm kinh doanh, cục diện nhị hợp giúp các mối hợp tác làm ăn của Dần vô cùng suôn sẻ trong tháng này. Nhân duyên tốt đẹp mở ra những cơ hội gặp gỡ khách hàng, đối tác tiềm năng, hàng hóa được tiêu thụ nhanh chóng, buôn may bán đắt, tiền bạc đổ về ầm ầm. Bản mệnh có thể gặp gỡ được nhiều cơ hội may mắn để thể hiện khả năng của bản thân. Nếu chăm chỉ làm ăn, bạn ắt sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức lao động. Những bước tiến ấn tượng trong cuộc sống của bạn có thể khiến cho người khác cảm thấy ngưỡng mộ. Những người mạnh dạn đầu tư cũng có thể yên tâm rằng, mặc dù rủi ro tiềm ẩn là điều không thể tránh khỏi, nhưng lợi nhuận thu về vẫn đủ để bạn tự tin cho những bước đi tiếp theo. Đặc biệt sao Tốt Thiên Đức sẽ giúp hóa giải phần nào những xui xẻo bạn có thể đối mặt, gặp dự hóa lành. Vậy nên nếu bạn cảm thấy đã đến lúc phải làm việc lớn, đừng ngần ngại thực hiện ý tưởng đã ấp ủ từ lâu. Bên cạnh đó, bạn vẫn nên có sự chuẩn bị với những biến động của thị trường và cả những lúc chịu cạnh tranh từ đối thủ. Thời điểm này, hãy nhớ luôn giữ cho mình một tinh thần tích cực, cũng như luôn độc lập tự tin trong mọi tình huống. Bạn không cần thiết phải dựa dẫm vào ai để đạt được thành công. Bạn cũng được nhắc nhở cố gắng tránh các khoản đầu tư rủi ro hay những mối hợp tác với đối tượng không chắc chắn và xử lý các vấn đề tài chính một cách thận trọng. Đồng thời lập kế hoạch và kiểm soát chi tiêu hợp lý để tránh những khoản lãng phí không đáng có. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào, hãy đảm bảo tiến hành thu thập thông tin và phân tích đầy đủ để tránh những rủi ro và tổn thất không đáng có. Duy trì chiến lược đầu tư hợp lý và đúng đắn sẽ giúp ổn định và phát triển tài sản của bạn. Về phương diện sức khỏe, nhìn chung nhờ trạng thái tinh thần thoải mái nên có tác động vô cùng tích cực tới thể trạng của tuổi Giáp Dần trong tháng này. Nhưng vì đây sẽ là một tháng khá tất bật, công việc tăng lên, do đó bạn cũng nên chú ý tới vấn đề sức khỏe thể chất, làm việc và nghỉ ngơi điều độ, tránh tình trạng tham công tiếc việc, khiến cơ thể lao lực. Điều rất quan trọng là duy trì thói quen ăn uống tốt và tập thể dục điều độ, nên dành thời gian thăm khám sức khỏe định kỳ để phát hiện và điều trị kịp thời các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn. Tử vi tháng 4 năm 2024 âm lịch, tức từ ngày 8 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6 năm 2024 dương lịch. Theo dõi tử vi tháng 4 của tuổi Dần, trong tháng này bản mệnh sẽ đạt được nhiều thành công trên con đường sự nghiệp, công danh thăng tiến ầm ầm, sự nghiệp nhiều điều khởi sắc, công việc có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực. Bản mệnh có cơ hội thử sức mình trong những lĩnh vực mới. Vào bước đầu giành được thành công đáng tự hào, bản mệnh nên tập trung sức lực nhiều hơn để không lỡ mất vận may hiếm có này. Tuy nhiên, cục diện tương hại có thể gây ra những mối nguy hại do tiểu nhân gây ra. Những chú hổ vốn chẳng hề để tâm đến từng chi tiết nhỏ, nên có thể bị tiểu nhân lợi dụng sơ hở này mà ra tay. Bản mệnh vẫn tự tin vào con đường mình đã chọn. Mặc dù có nguyệt lệnh lâm tử ngáng đường, bạn tin rằng nếu ai có đủ quyết tâm, đủ ý chí lại có năng lực sẵn sàng, thì thành công sẽ không thể nào ở quá xa. Người tài giỏi vốn hay bị ganh ghét, không thể vì thế mà tự làm mờ đi ánh hào quang của bản thân mình. Khác với tử vi tháng trước, chính quan cho thấy tinh thần trách nhiệm cao của tuổi Giáp Dần được cấp trên đánh giá cao. Đây là thời điểm khá tốt cho con đường thăng tiến phía trước của bản mệnh. Hãy tiếp tục giữ vững tinh thần, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Xét về tài vận của tuổi Giáp Dần trong tháng 4 âm lịch này, có thể nói bản mệnh có tài lộc khá lý tưởng, không đến mức dư thừa, nhưng cũng không tới nỗi túng thiếu. Chuyện đầu tư kinh doanh mang về những thành công bước đầu, bản mệnh phân định rạch ròi giữa lý trí và tình cảm. Dù có chuyện gì xảy ra cũng không để nó ảnh hưởng đến quyết định của mình. Sự độc lập và tự tin này giúp cho những chú hổ từng bước chinh phục khách hàng, mang về nguồn lợi nhuận khổng lồ. Đặc biệt trong khoảng thời gian này, mệnh chủ dễ kiếm được tiền từ những dự án có liên quan đến bất động sản, có thể cân nhắc đến chuyện đầu tư mạo hiểm. Song đừng vì thế vận thế tốt mà làm liều, cần xem xét các yếu tố chủ quan và khách quan trước khi đưa ra quyết định, chưa chắc liều đã ăn nhiều đâu. Theo lịch ngày tốt, trong tháng 4 âm lịch, sức khỏe của tuổi Giáp Dần không được tốt lắm, ngoài ảnh hưởng bất lợi của thời tiết, dẫn đến mệt mỏi, cơ thể dễ bị nóng trong, thì con giáp này còn căng thẳng về tinh thần nữa. Điều này là do bản mệnh chịu ảnh hưởng của thiên nguyệt hung tinh. Tử vi tháng 4 cho thấy, con đường vận mệnh của Giáp Dần khá tốt,
song trong lòng bản mệnh vẫn không thoát khỏi sự bất an, luôn suy tính hết chuyện này đến chuyện khác. Chính vì thế mà bản mệnh có thể bị đau đầu mất ngủ, từ đó dễ mắc các bệnh vặt. Nên thư giãn tinh thần, tránh suy nghĩ quá nhiều về những chuyện chưa xảy ra, hãy tận hưởng niềm vui hiện tại. Tổng kết tử vi 4 tháng đầu năm 2024 và hướng hóa giải cho tuổi Giáp Dần như sau. So với tử vi năm 2023, vận trình suốt năm 2024 của tuổi Giáp Dần sẽ kém sắc và nhiều khó khăn hơn trong năm vận quý nhân mỏng, đương số tự lo tự làm, tất bật vất vả, mà thu về thành quả thì chưa thực sự xứng đáng. Một phần việc cắt khí ít, hỗ trợ kém cho vận trình, một phần cũng vì khó khăn chung của nền kinh tế, khiến công việc của bạn đang làm bị tác động đáng kể. Nhìn chung năm 2024 là một năm để cơ hội và thách thức đối với những người tuổi Giáp Dần. Bản mệnh cần giữ thái độ tích cực và khả năng thích ứng linh hoạt để nắm bắt cơ hội đón đầu tương lai tốt đẹp hơn. Sau đây là cách hóa giải vận xui hiệu quả cho tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 để hạn chế hay phòng tránh những xui xẻo gặp phải trong năm 2024. Tuổi Giáp Dần có thể tham khảo một số cách hóa giải dưới đây, tuy đơn giản nhưng khá hiệu quả. Hãy chiêm nghiệm nhé. 1. Hành sự thận trọng và chuyên cần. Dù là việc lớn hay nhỏ thì cần tác vô ưu, hành sự thận trọng, có kế hoạch rõ ràng sẽ giúp cho tuổi Giáp Dần dễ dàng có được thành công như mong đợi, đồng thời tránh được những rắc rối không đáng có như đấu đá nội bộ, thị phi, bất cẩn về ký tá giấy tờ. Đương số cần nhớ rằng sức lao động là cái gốc, phong thủy cũng chỉ như nắng gió mưa thêm vào, chăm chỉ mà đủ nhiều, gốc to thân khỏe thì tự có tự thành thăng hoa, lười làm, lười nghĩ, gốc yếu thân cụt, tới bao nhiêu nước, cài bao nhiêu phong thủy, đeo bao nhiêu thứ vào người, dâng cúng bao nhiêu lễ thì vẫn cứ là nguyên vẹn bần hàn, xui xẻo mà thôi. Tài lộc không tự nhiên sinh ra, tiền tài không tự nhiên mà có, tất cả đều quy đổi từ sức lao động, sự nỗ lực và cố gắng chuyên cần của bản thân. Một khi bạn đã cố gắng hết mình, vũ trụ sẽ đáp lại bằng những gì xứng đáng. 2. Tập trung yếu tố nhân hòa chính bản thân mình. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa là ba yếu tố tính toán của mệnh số vô cùng quen thuộc với mỗi người. Trong đó thiên thời và địa lợi là hai yếu tố bên ngoài, tượng trưng cho sự may mắn, không phụ thuộc vào quyền kiểm soát của riêng ai. Còn nhân hòa là yếu tố bên trong, nằm trong khả năng ta quản lý. Khi thiên thời địa lợi không có, tức may mắn không nhiều, thì ta hãy tập trung vào yếu tố nhân, tức chính con người mình. Hãy thay đổi bản thân theo chiều hướng tích cực từng ngày, đừng đổ lỗi tại hoàn cảnh hay số phận, không ngừng nỗ lực từng bước, chậm nhưng vững vàng, kỷ luật và hăng hái. Chính điều đó có thể giúp cho Giáp Dần tạo ra may mắn cho chính mình, từ đó thay đổi mệnh số, hóa hung thành cát, để năm mới 2024 với nhiều thành công rực rỡ hơn. 3. Làm nhiều việc thiện, việc tốt, giúp đỡ mọi người. Hành thiện là cách tạo phước dễ dàng và lâu bền nhất. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ, từ người thân trong gia đình, tới việc lớn hay bạn bè, mọi người xung quanh, mỗi hành động tốt đều gieo nhân lành, xui khí từ đó cũng bị tiêu trừ, cát khí gia tăng. 4. Đầu năm không quên cúng dâng sao giải hạn. Nếu còn bận tâm về hạ tam tai hay một số sao xấu chiếu trong năm 2024, tuổi Giáp Dần có thể làm lễ cúng dâng sao giải hạn đầu năm. Việc cúng bái cốt ở tùy tâm, miễn sao tâm ta thấy bình an là được. Không cần quá chú trọng mâm cao cỗ đầy, Giáp Dần có thể thành tâm làm lễ, chỉ đừng quá xa đà vào mà thôi. Nên nhớ rằng, sức lao động là cái gốc, phong thủy hay cúng lễ chỉ như nắng gió mưa thêm vào, chăm mà đủ nhiều, gốc to thân khỏe thì tự thành thăng hoa, lời làm, lời nghĩ, gốc yếu thân cụt, tới bao nhiêu nước, cài bao nhiêu phong thủy, đem bao nhiêu thứ vào người, dâng cúng bao nhiêu lễ thì vẫn cứ là nguyên vẹn bần hàn, xui xẻo mà thôi. Thưa quý cô bác, ông bà ta có câu truyền thụ lại rằng, chọn bạn mà chơi, và trong công việc làm ăn kinh doanh anh cũng vậy. Việc chọn một người cùng chung chí hướng và đam mê để làm ăn chung, thì kết quả như thế nào cũng sẽ thăng hoa thành công mỹ mãn mà thôi. Còn ngược lại, nếu chọn sai đối tượng hợp tác, thì sớm muộn gì cũng sẽ rước họa vào thân, phá sản chỉ còn là thời gian, tệ hơn nữa còn phải gánh thêm một số nợ. Do đó nếu có kế hoạch hay dự án dù nhỏ, dù lớn gì đi chăng nữa, thì khi hợp tác làm ăn, quý cô bác tuổi Giáp Dần cũng nên tìm hiểu kỹ trước khi đưa ra quyết định hợp tác làm ăn nhé. Vậy trong 4 tháng đầu năm 2024 Giáp Thìn, cô bác tuổi Giáp Dần nên kết hợp làm ăn với tuổi nào để công việc làm ăn thêm hanh thông thuận lợi? Tuổi Dần và tuổi Tý. Có lúc mối quan hệ giữa người tuổi Dần và tuổi Tý rất hòa hợp, vui vẻ, nhưng có lúc họ lại trở thành những đối thủ thực sự của nhau. Trên phương diện làm ăn, Tý và Dần cũng khó có thể hợp tác êm xuôi.
họ dễ nóng nảy, đấu khẩu với nhau, thậm chí đang từ bạn chuyển thành thù. Tuy nhiên nếu cả hai bên đều biết tiết chế kiểm soát bản thân, họ sẽ trở thành những người tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Tuổi Dần và tuổi Sửu. Một lời khuyên chân thành là tuổi Dần không nên kết hợp với tuổi Sửu, dù là trên phương diện tình yêu hay tình bạn. Hai tuổi này có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng lại có điểm chung là vô cùng nóng nảy. Tuy Sửu hiền lành ít nói, nhưng một khi đã bị tuổi Dần áp đặt, họ sẽ không kiềm chế cơn nóng giận của mình. Người tuổi Dần ưa mạo hiểm, luôn sẵn sàng đón nhận mọi gian lao thử thách. Còn tuổi Sửu có xu hướng lựa chọn sự an toàn cho mình. Họ có những sở thích và quan điểm sống trái ngược nhau. Điều quan trọng là cả hai bên đều không thể thích nghi được với nhau. Tuổi Dần và tuổi Dần. Nếu trở thành đối tác làm ăn, hai tuổi Dần sẽ không ngừng hỗ trợ giúp đỡ và tin tưởng lẫn nhau. Họ cùng chung lý tưởng, mục tiêu phấn đấu và đặc biệt là tinh thần nhiệt tình, luôn sẵn sàng học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Đứng trước bất kỳ khó khăn nguy hiểm nào, con hổ sẽ luôn hy sinh bản thân để bảo vệ đồng loại của mình. Tuổi Dần và tuổi Mão. Họ khó có thể đạt được hiệu quả cao trong công việc nếu hợp tác làm ăn với nhau. Khi tuổi Dần cần được chia sẻ, lắng nghe, thì những lời khuyên hữu ích cho người tuổi Mão dường như không dám bày tỏ quan điểm của mình. Họ tỏ ra vẻ yếu đuối, lép vế hơn so với những người tuổi Dần mạnh mẽ uy quyền. Tuổi Dần và tuổi Thìn. Dần và Thìn có lẽ là một cặp đôi trời sinh. Họ có chung tính cách, sở thích và đặc biệt là sự thấu hiểu lẫn nhau. Ngay từ những lần gặp đầu tiên, hai tuổi này dường như có một sức hút lạ kỳ. Họ dễ dàng thân thiết gắn bó và cởi mở với nhau. Dường như tuổi Thìn hiểu rõ được những suy nghĩ đằng sau lớp vỏ bọc chắc chắn của người tuổi Dần. Sẽ không quá ngạc nhiên nếu như Thìn luôn mang lại niềm vui, sự mới mẻ trong cuộc đời của Dần. Ngược lại, những người tuổi Dần sẽ là chỗ dựa bờ vai vững chắc cho tuổi Thìn. Tuổi Dần và tuổi Tỵ. Khoảng cách lớn nhất giữa tuổi Dần và tuổi Tỵ đó là sự khác biệt về cả tính cách lẫn sở thích. Thậm chí họ có những suy nghĩ quan điểm trái ngược nhau. Dường như họ trở nên đấu khẩu mỗi khi chạm mặt nhau. Hai tuổi này hiếm khi tham gia vào cùng một cuộc trò chuyện bởi những quan điểm khác nhau đã tạo nên một bức tường ngăn cách Dần và Tỵ. Họ cũng ít khi hợp tác làm ăn với nhau bởi mối quan hệ này sẽ không đem lại hiệu quả cao. Tuổi Dần và tuổi Ngọ. Nếu trở thành đối tác làm ăn của nhau, hai tuổi này sẽ đem lại hiệu quả cao và gặt hái được nhiều thành công. Đều có lối suy nghĩ phóng khoáng, sự thông minh sáng tạo khi làm việc. Dần và Ngọ dễ dàng ăn ý hòa hợp được với nhau. Không có thử thách nào quá khó khăn đối với họ. Tuổi Ngọ trở thành trợ thủ đắc lực, giúp đỡ cho người tuổi Dần phát triển công việc sự nghiệp của mình. Tuổi Dần và tuổi Mùi. Dần mạnh mẽ quyết liệt là thế, nhưng cũng phải lao động trước bản tính tốt bụng mềm yếu của tuổi Mùi. Hai tuổi này sẽ trở thành cặp đôi khá lý tưởng, khiến cho nhiều người phải ghen tị. Trong sự nghiệp, Mùi được coi là vị cứu tinh sáng soi lối dẫn đường cho tuổi Dần đến vinh quang. Bởi vậy họ sẽ không thể vắng mặt trong cuộc đời của nhau. Mùi sẽ luôn đưa ra những giải pháp, những lời khuyên chính xác đúng lúc để giúp đỡ cho Dần vượt qua khó khăn nguy hiểm. Tuổi Dần và tuổi Thân. Dần và Thân dễ trở thành địch thủ của nhau hơn là đối tác làm ăn. Thân tỏ gài nhàm chán trước những kế hoạch, cách làm việc của Dần. Điều đó không làm cho người tuổi Dần cảm thấy bị xúc phạm, mà còn khiến cho cơn sóng tức giận trong lòng họ nổi lên. Tuổi Dần và tuổi Dậu. Có lẽ sẽ tốt đẹp hơn nếu hai tuổi này trở thành đối tác kinh doanh làm ăn với nhau. Dần chăm chỉ không ngừng nỗ lực phấn đấu để đạt được thành công. Dần sẽ phải khâm phục và ghi nhận sự sáng kiến, lời khuyên bổ ích mà Dậu mang lại. Tuổi Dần và tuổi Tuất. Dần mạnh mẽ gan dạ và Tuất thì dũng cảm không kém. Họ luôn tìm cách bảo vệ nhau trước những nguy hiểm đang rình rập. Tuổi Tuất một lòng trung thành luôn đứng phía sau ủng hộ tuổi Dần từng bước phát triển. Dần có ý chí hoài bão lớn lao, nhưng lại dễ thay đổi và nản lòng. Nắm bắt được những điểm yếu, tuổi Tuất tìm cách khắc phục giúp đỡ tuổi Dần học tính kiên trì nhẫn nại. Có thể nói, sự kết hợp giữa hai người tuổi này là vô cùng hoàn hảo. Họ sẽ tương trợ bù trừ cho những khuyết điểm thiếu sót của nhau. Tuổi Dần và tuổi Hợi. Trên phương diện hợp tác làm ăn, hai tuổi này khó có thể cùng nhau xây dựng sự nghiệp vẻ vang. Dường như tuổi Dần cảm thấy khó chịu với phong cách làm việc chậm chạp, há miệng chờ xung của người tuổi Hợi. Tuy nhiên cũng không thể phủ nhận rằng Hợi đã đóng góp nhiều sáng kiến mới lạ độc đáo, giúp cho Dần vững bước hơn trên con đường thành công. Quý vị thân mến, có câu nói rằng nếu bạn kiểm soát được cảm xúc của mình, thì bạn sẽ kiểm soát được hành vi của mình. Nếu bạn kiểm soát được hành vi của mình, thì bạn sẽ kiểm soát được cuộc đời của mình. Cảm xúc luôn là con dao hai lưỡi. Cảm xúc tiêu cực có thể từng bước kéo bạn xuống vực thẳm, còn cảm xúc tích cực có thể kéo bạn lên trên. Ngay cả khi bạn đang ở địa ngục, nếu bạn không thể kiểm soát tốt cảm xúc của mình, thì cảm xúc sẽ lần lượt chi phối cuộc sống của bạn,
khiến cuộc sống của bạn dao động theo cảm xúc. Cái gọi là trí tuệ cảm xúc cao có nghĩa là một người có thể kiểm soát cảm xúc của chính mình, đồng thời họ có thể sử dụng các phương pháp giao tiếp phù hợp để khiến cho người khác cảm thấy thoải mái. Đối với những người không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, thì dù họ có mạnh mẽ tài giỏi đến đâu, cũng không giúp ích được gì. Như chúng ta đã biết, khi một người tức giận, chỉ số IQ của họ bằng 0 và sẽ trở lại bình thường sau một phút. Người không kiềm chế được cảm xúc của mình, giống như con thuyền nhỏ trên biển, bị sóng gió mạnh tấn công, hoàn toàn đánh mất chính mình. Nếu bạn có thể tự do điều khiển con thuyền, giống như một thuyền trưởng dày dặn kinh nghiệm, bạn sẽ không để ý đến sóng gió chút nào, tự nhiên bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Những người không có duyên với những điều vĩ đại sẽ thiếu tự chủ và kiên nhẫn, từ đó khiến cho cuộc sống của họ trở nên vô cùng khủng khiếp. Bình tĩnh và trầm ổn không chỉ góp phần tạo nên sự thành công trong sự nghiệp, mà quan trọng hơn là nó phản ánh cảnh giới và tư duy của một người. Chỉ những người thực sự trưởng thành mới có thể làm được điều này. Bình tĩnh không chỉ là cách sống giữa đời, mà còn là cách để duy trì sức khỏe. Chúng ta không nên để cảm xúc kiểm soát, bởi chỉ khi chủ động thay đổi bản thân và kiểm soát được cảm xúc, thì chúng ta mới làm chủ được vận mệnh của chính mình. Cảm xúc bất ổn chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh. Nếu một người thường xuyên ủ rũ, chắc chắn sẽ làm mất lòng tin của người khác đối với bản thân. Điều này khiến ai cũng sẽ né tránh bạn. Một người thực sự trưởng thành phải làm được ít nhất hai việc: kiểm soát cảm xúc của mình và tìm ra giải pháp cho vấn đề. Người ta thường nói, cái mạnh dễ vỡ, cái mềm thì tồn tại mãi mãi. Khi lớn lên, chúng ta nên học cách cải thiện nhân cách và kiểm soát cảm xúc của mình. Bạn không nên lúc nào cũng bị cảm xúc của mình điều khiển. Dù tình huống có tồi tệ đến đâu, thì bạn cũng nên nỗ lực điều chỉnh cảm xúc của mình và tự cứu mình khỏi bóng tối của cảm xúc. Quãng đời còn lại thật ngắn ngủi. Được sống là một loại hạnh phúc và cần phải trân trọng. Hãy giữ một thái độ lạc quan, xác định mục tiêu rõ ràng trong cuộc sống, thì bạn cũng sẽ sống dễ dàng và hạnh phúc hơn. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.